cách trở lại bằng ra vịt sâu, copy y chang ý tưởng Sơn Tùng. Lan Ngọc chỉ dám sâu mặt sau khi Photoshop. Mr. Nawak dính kiện tụng từ nhà tài trợ chính. Chào mừng bạn đến với kênh tin tức 360 của Showbiz Tốt. Không vội ra MV, nhắc trở lại bằng ra việc sâu. Vừa qua, tài khoản cá nhân ca sĩ nhạc sĩ Jack cập nhật bộ ảnh kèm theo những hứa hẹn để khán giả đón chờ công chiếu ca khúc mới. Được biết, trong lần trở lại này, trước khi công bố sản phẩm rộng rãi, Jack chọn hình thức đầu tư ghi hình trực tiếp cùng 600 khán giả trường quay. Tại đây, người hâm mộ được nghe sớm 3 ca khúc mới với màu sắc âm nhạc khác biệt, dự kiến sẽ là ca khúc trong album âm nhạc mà anh ấp ủ từ lâu. Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, người hâm mộ hết sức nôn nức đón nhận thông tin này bởi lần đầu tiên họ được góp mặt vào sản phẩm của Jack. Có nhiều người thậm chí bay hơn 23 tiếng đồng hồ từ nước ngoài về Việt Nam để cổ vũ, khích lệ nam ca sĩ. Ghi nhận sau buổi diễn, người hâm mộ vô cùng phấn khởi, lạc quan, càng tin tưởng rằng âm nhạc của thần tượng sẽ vươn xa hơn nữa. Được biết, ngoài các dự định âm nhạc, Jack cũng đang ấp ủ thực hiện một series video về bóng đá tương tự game nhiều tập. Trong đó, ngoài các yếu tố vận động, kỹ thuật chuyên môn, còn có nhiều lăng kính chuyện đời, chuyện nghề, những câu chuyện giản dị và hành trình chinh phục ước mơ sẽ được mở ra. Tại đây, nhiều ngôi sao bóng đá lần đầu tiên góp mặt cùng thực hiện thử thách để đổi về những cơ hội có ý nghĩa cho xã hội. Series video này sẽ do công ty G97 Entertainment phối hợp thực hiện và dự định phát hành trên các nền tảng truyền hình kỹ thuật số, YouTube, các kênh mạng xã hội giải trí. Đây cũng là đơn vị đồng thực hiện các hoạt động hướng dẫn người hâm mộ tham gia trong Private Show âm nhạc để trình của Jack. Như vậy, không chọn trở lại bằng mô típ tung MV như thường thấy, nay Jack ngày càng song sáo, chủ động và mạo hiểm hơn trong việc hoạch định các dự án của mình. Qua đó cũng thấy nghị lực trở mình và độ rắn rỏi của anh chàng sau những vấp ngã và bài học lớn trong sự nghiệp. Sau ồn ào tình cảm, kênh YouTube của Jack, Trịnh Trần Vương Tuấn mất đi lượng người theo dõi khủng, kéo theo đó lợi nhuận tiền tỷ từ kênh riêng này cũng giảm mạnh. Những câu chuyện thị phi về tình cảm đã tác động rất lớn đến sự nghiệp của Jack. Nam ca sĩ không chỉ khiến công chúng quay lưng mà còn tạo ra một làn sóng tẩy chay dữ dội đối với chương trình Running Man mùa 2. Từ khi bê bối tình ái xảy ra, Jack kín tiếng và gần như dừng các hoạt động nghệ thuật. Kênh YouTube triệu view của nam ca sĩ cũng bị nhiều khán giả quay lưng. Theo chuyên trang thống kê Social Play, trong vòng 30 ngày qua, kênh G97 giảm đến 200% lượt đăng ký kênh. Cụ thể, kênh này đã bị 20.000 người hủy theo dõi. Hiện tại, kênh YouTube của Jack chỉ còn 5,69 triệu lượt theo dõi. Đồng thời, số lượng lượt xem khủng trước đó cũng bị sụt giảm đến hơn 27% trong vòng 1 tháng qua. Điều đó cho thấy, giọng ca hồng nhan bị thất thương nhiều trong khoản thu nhập từ ngành đảng này. Hiện tại, trang thống kê dự đoán số tiền tối đa kênh này có thể kiếm về trong năm nay chỉ dao động từ 24.200 USD, 550 triệu đồng, 387.600 USD, tương đương 8,6 tỷ đồng. Trong khi đó, năm trước, số tiền lớn nhất kênh này kiếm được là 541.600 USD, khoảng 12,3 tỷ đồng. Trang thống kê cũng chú thích thêm, các con số này chỉ là ước tính dựa trên số liệu dịch chuyển trong thời gian qua. Tương lai, số tiền mà Jack nhận được từ kênh YouTube J97 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như khu vực khán giả theo dõi, thời gian thực xem video của người dùng, số lượt xem quảng cáo. Trước khi lùm xùm bê bối đời tư bùng nổ, Jack là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo và một kênh YouTube đáng mơ ước. Lan Ngọc là đại mỹ nhân vẫn phải Photoshop mới dám đăng ảnh, nhưng Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Việt. Những lần cập nhật ảnh mới, nữ diễn viên sinh năm 1990 đều khiến công chúng xuất soi trước nhan sắc xinh đẹp và hình thể ngột ngà. Mới đây, người đẹp gốc Sài Thành bất ngờ tiết lộ bí quyết để có ảnh sống ảo xịn sò trên mạng xã hội. Mới đây, nữ diễn viên gái già lắm chiêu vừa cập nhật khung hình với phong cách ma mị. Trong ảnh, nữ diễn viên diện xét đồ ôm sát body, thả dáng trong outfit độc đáo. Người đẹp sinh năm 1990 phô diễn vòng eo con kiến và hình thể mảnh khảnh. Nhan sắc xinh đẹp cũng là điểm cộng lớn giúp hình ảnh của cô hút mắt người nhìn hơn. Tuy nhiên, cô lại gây chú ý khi thừa nhận bản thân dùng app chỉnh sửa để có hình ảnh lung linh hơn trên mạng xã hội. Mỹ nhân khiến fan thi nhau xin ví dáng đẹp eo thon cùng thần thánh ngút ngàn của nữ diễn viên 9X trong khung ảnh mới. Không chỉ tự bóc việc dùng Photoshop, người đẹp sinh năm 1990 còn nhiều lần công khai dìm hàng bản thân. Theo đó, cô yêu thích việc ghi lại khoảnh khắc vừa ngủ dậy của mình. Khác với hình ảnh lung linh trên mạng, nữ diễn viên lại khiến fan cười nghiêng ngả với diện mạo bơ phờ. Khác với những khung hình lầy lội trên, người đẹp sinh năm 1990 luôn giữ đúng danh xưng đại mỹ nhân khi lên đồ đi dự sự kiện. Sở hữu hình thể nụt nà, Lan Ngọc tự tin diện đồ cắt xẻ khoe triệt để hình thể. Ngoài ra, việc đầu tư layout makeup và phụ kiện thời trang chỉnh chu cũng giúp cô nổi bật hơn tại nơi đông người. Ở tuổi U40, nữ diễn viên cô ba Sài Gòn có sự nghiệp thành công đáng mơ ước. Nhờ làm việc chăm chỉ,
mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu khối tài sản khủng. Mới đây, cô vừa gây xôn xao khi khoe ngôi biệt thự đang xây dựng của mình. Từ đây, người đẹp được xem là hình mẫu mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Lan Ngọc chăm chép in tại những địa điểm sang chảnh. Không cần đợi người hâm mộ soi, nữ diễn viên sinh năm 1990 lại khiến fan cười nghiêng ngả khi không tự đánh mà khai. Qua việc tự bóc tuyệt chiêu có ảnh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc càng chiếm thiện cảm trong lòng người hâm mộ với tính cách hài hước, dễ gần. Ngoài ra, mỹ nhân gốc Sài Thành giúp công chúng có ánh nhìn cởi mở hơn về việc người nổi tiếng sử dụng Photoshop, bởi bất kỳ ai cũng muốn bản thân xinh đẹp, lung linh nhất trong mắt người khác. Gian nan quá. Có những lúc mà em với mẹ Khanh phải ngồi với nhau nói chuyện rất là nhiều là bởi vì em không có tìm được cái nhân vật này. Không biết phải làm sao hết để diễn tả được những cái cảm xúc ở bên trong của mình ra cho tất cả mọi người theo một cái cách diễn khác mà. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Phim Cô Gái Từ Quá Khứ, thật ra là nếu mà hỏi cảm xúc của Ngọc ngày hôm nay như thế nào thì sau sau 4 tháng những cái sự cố gắng của mình thì ngày hôm nay khi mà được coi ở trên màn hình và một chuyến hành trình cũng rất là dài. 12 năm làm diễn viên của em.
Dạ. Thì ngày hôm nay khi mà thấy một cái sự thay đổi rất là mới của bản thân mình, thì cái này là từ bản thân em thôi, cảm thấy dạ, con tự hào về mình một chút xíu. Dạ, cũng cảm ơn hai anh rất là nhiều. Cảm ơn mẹ Lê Khanh, cảm ơn các chị em nghe diễn viên đã cùng nhau chiến đấu hết mình cho cái dự án này. Cảm ơn. Chắc chắn là lúc này thì Lan Ngọc đang có rất là nhiều những cái cảm xúc khi đã thể hiện, phải nói rằng rất thành công vai diễn này trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Và Quang Huy cũng hy vọng rằng đây cũng là một điểm nhấn, một bước ngoặt. Gian nan quá. Có những lúc mà em với mẹ Khanh phải ngồi với nhau nói chuyện rất là nhiều là bởi vì em không có tìm được cái nhân vật này. Không biết phải làm sao hết để diễn tả được những cái cảm xúc ở bên trong của mình ra cho tất cả mọi người theo một cái cách diễn khác mà cho mọi người không có nói là Ninh Vũ Lan Ngọc vẫn là như thế, vẫn cứ lặp đi lặp lại giống những cái tác phẩm mà trước đây mình đã làm. Ít nhất là ngày hôm nay thôi, em xin phép mình được tự hào về bản thân mình một tí. Dạ, vậy thôi. Xin được cảm ơn Ninh Vũ. Dạ, mọi người giờ Huy hỏi cho nên là Huy hỏi từ Tiền, Tiền trả lời ạ. Mời Tiền ạ. Ok. Cảm ơn câu hỏi của Huy. Thì đầu tiên thì cho phép Tiền. Mới đây ông Na Quát dính kiện tụng từ nhà tài trợ chính của Nghịch Kẹp Thái Lan. Ông Na Quát hay còn được biết tới với tên gọi thân mật như Mr. Na Quát hay dì Na hiện đang là chủ tịch và là người quyết định lớn nhất đối với kết quả cuộc thi Miss Grand International. Sau đêm chung kết, với những phát ngôn có phần khiếm nhã đối với đại diện Việt Nam, Đoàn Thiên Ân, vị chủ tịch quyền lực này luôn phải nhận về vô vàn những chỉ trích trên mạng xã hội. Trước đó, ông đã có nhiều lần phát trực tiếp và phát biểu thiếu tinh tế về cơ thể của đại diện Việt Nam cũng như tiêu chí để cô ấy giành chiến thắng. Thậm chí trước đó cả ông và Á hậu 1 của Miss Grand International 2022, Enfa Wadaha cũng đã phải đối mặt với một vụ kiện tụng lên đến hàng triệu baht với công ty quản lý cũ của cô nàng sau khi cô đăng quang. Hình ảnh ông Na Quát cùng Enfa tham dự một sự kiện chung sau khi cô đăng quang Miss Grand Thái Lan, cả hai vô cùng thân thiết và khi vụ kiện nổ ra thì ông đã đứng ra bảo vệ cho Enfa đồng thời, đồng ý tham gia vụ kiện cùng cô. Vụ việc này còn chưa được giải quyết triệt để thì mới đây, ông Na Quát lại tiếp tục phải nhận đơn khiếu nại từ đơn vị tài trợ chính cho cuộc thi Miss Grand Thái Lan, công ty xổ số online Hồng Thông, hình ảnh đơn kiện từ phía công ty Hồng Thông dành cho ông Na Quát. Trước đó, vào hồi tháng 8, dàn người đẹp của Miss Grand Thái Lan 2022 đã cùng ông Na Quát tham dự một sự kiện của phía nhà tài trợ này. Theo những thông tin từ phía giám đốc điều hành của công ty, bà Khun Thitapakul, hay còn được gọi là CEOV, thì những thông tin sai sự thật được đăng tải từ phía ông Na Quát đã gây thiệt hại lên đến hàng triệu baht cho phía công ty. Chính vì vậy, bà quyết định sẽ truy tố đến cùng. Theo đó, một bài đăng được Twitter đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 16 tháng 10 năm 2022 về việc tiết lộ thông tin của khách hàng. Điều này đã khiến cho phía công ty cảm thấy không thoải mái bởi đơn vị này có quy trình quản lý riêng cho những tài sản có giá trị cao và họ đã giải thích điều này cho ông Na Quát trước khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, những bài đăng bóp méo sự thật từ phía ông Na Quát đã khiến cho công ty bị mất uy tín và danh dự. Bài đăng của ông Na Quát về quy trình trao giải nhất của công ty là sai thông tin. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được quan tâm lớn của công chúng. Đặc biệt, sau chung kết Miss Grand International, ông Na Quát đã vướng phải không ít ồn ào,